Mẹ cây chậm chậm đặt con mình lên trên đất rồi giấu đi. Trong hang động, có rất nhiều những đứa trẻ con người bị bắt cóc. Mỗi ngày bọn chúng phải dùng máu tươi của mình mớm cho con của yêu quái cây ăn. Cậu bé này không cẩn thận làm cho con của mẹ cây khóc, liền lập tức bị dây leo cuốn đi trừng phạt. Mary bị yêu quái cây bắt giữ từ lâu, lúc này đang cùng cậu bé đối diện thương lượng cách chạy trốn. Hôm nay đến lượt Mary cho con của yêu quái cây ăn. Cô dùng cái que sắc nhọn dí vào người bé cây, uy hiếp mẹ cây. Bọn trẻ thì đang cắn đứt dây thừng, sau đó khiêu khích mẹ cây nói rằng ngươi không xứng đáng làm mẹ. Mary nhân lúc mẹ cây không để ý liền chạy trốn, mắt thấy dây leo sắp đuổi theo đến, cô dồn hết dũng khí, chạy vào trong một hang động tăm tối, cuối cùng cũng chạy ra bên ngoài được. Cô bò lên trên mặt đất, cô đã bị giam giữ một năm trời, bây giờ vừa vui mừng lại vừa hoang mang nhìn thế giới bên ngoài. Lúc này dây leo trong động không ngừng di chuyển, thế nhưng mẹ cây lại không biết vì sao không thể ra ngoài. Mary chạy đến bên đường cầu cứu, khiến cho cô gái đi cắm trại trong xe sợ chết khiếp. Cô gái băn khoăn mất mấy giây, cuối cùng cũng mở cửa xe ra, nhìn thấy Mary ôm em bé quái vật. Cô gái bị dọa sợ nhảy xuống xe chuẩn bị báo cảnh sát, thế nhưng lập tức cô liền bị dây leo kéo đi, mẹ cây đã đuổi đến. Đối diện với sự uy hiếp của Mary, mẹ cây đứng ở trước xe mà gầm rú. Mary biểu thị với mẹ cây rằng đừng có mà thách thức giới hạn của cô, trực tiếp nhấn chân ga vội vàng rời đi. Mà cô gái lúc nãy trên người lại mọc đầy hoa cỏ. Mẹ cây tức giận thật rồi, Mary chạy trốn, đang lái xe đi tìm bạn của mình giúp đỡ. Điều cô không ngờ đến là lúc này bạn cô đã bị mẹ cây nhắm trúng rồi. Bạn đã nhìn thấy yêu quái cây như thế này chưa? Ăn một quả liền có thể sống thêm được trăm năm. Nhìn quả ngon mọng nước mê người, anh chàng này không biết đây là cái bẫy của yêu quái cây. Anh chàng không ngần ngại mà hái xuống ăn, càng ăn càng thấy ngon, chẳng bao lâu sau thì ăn hết sạch. Đợi lúc Mary vội vàng chạy đến, vừa hay gặp được cậu bạn đang đau bụng. Cậu ta đau khổ mà nhìn Mary, không kịp nói lời nào, trong miệng liền mọc ra cành cây không ngừng mà lớn lên, sau đó liền mọc ra những bông hoa đỏ rực xinh đẹp. Nhìn thấy cậu bạn bị chết thảm, Mary vô cùng dằn vặt. Trong khu rừng cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm lớn vô cùng hung dữ đáng sợ. Mẹ cây đang sát khí đằng đằng mà nhìn Mary, vì để giữ mạng Mary chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Lúc này bé cây trong lòng bắt đầu bật khóc lên, Mary cắn đứt ngón tay, một loạt tiếng mút chùn chụt vang lên. Sau khi bé cây ăn no giơ ra ngón tay nhỏ, vẫn may là không phải là ngón giữa. Xem ra bé cây ăn no uống say rất vừa lòng, nở ra vài bông hoa luôn. Thế nhưng Mary vừa đến nhà của cảnh sát trưởng cầu cứu lại phát hiện mẹ cây đã khống chế con gái của cảnh sát rồi. Những nơi mà Mary tìm đến đều sẽ dẫn đến một trận thảm sát. Dây leo dần dần vươn tới gần Mary, cô vội ôm lấy bé cây mà bỏ chạy, nhưng vừa ra ngoài đã nhìn thấy xe đã bị dây leo bao vây quấn chặt. Cảnh sát cũng vừa hay về đến nhà, lúc Mary nói với cảnh sát rằng ở đây vô cùng nguy hiểm, mẹ cây vươn ngón tay ra, mắt thấy cảnh sát bị giết rồi, Mary chỉ có thể ôm lấy bé cây chạy đến nhà bạn của chị gái mình, vội vàng đập cửa mà cầu cứu. Cô gái da đen thấy vậy mở cửa cho Mary đi vào. Đầu tiên Mary bảo đem hết tất cả cây cối trong nhà đều chuyển hết ra ngoài. Mary đã một năm không tắm rửa gì rồi, cô muốn tắm một trận trước, nhưng bé cây bị cô đặt ở bên ngoài, dần dần mọc ra những nhánh cây. Cô gái da đen nghe thấy âm thanh, đẩy cửa đi vào nhìn đống hoa cỏ trên xe, tò mò mà tiến lại gần. Lúc cô mở nắp xe ra, lại bị dọa đến hồn bay phách lạc. Mary ở nhà tắm nghe được tiếng hét thất thanh, vội vàng chạy ra ôm lấy bé cây chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Lúc này giá sách bắt đầu lay chuyển, trên tường xuất hiện vết nứt. Lúc bọn họ cho rằng có động đất, dây leo phá vỡ của kính trong chớp mắt bắt lấy tay Mary. Mẹ cây tìm đến rồi, mẹ cây muốn giành lại đứa con của mình. Mary ôm chặt lấy bé cây không buông. Chị gái da đen nhân cơ hội dùng dao cắt đứt dây leo, nhưng bé cây vẫn bị cướp đi mất. Mẹ cây vội vàng ôm lấy đứa con mình âu yếm. Mary không còn bé cây để uy hiếp, cùng với chị da đen bất lực mà ngồi trên sàn. Hai người tính toán thời cơ đẩy cửa lớn, vội vàng xông ra bên ngoài chạy vào xe, bởi vì mẹ cây đang truy sát bọn họ. Mary chạy đến công xưởng của nhà bạn thân mình. Cô cảm thấy ở đây cách xa rừng cây, mẹ cây khó có thể phát hiện ra bọn họ ở nơi đây. Bạn thân giới thiệu những tư liệu về các loại yêu quái, tìm được phương pháp tiêu diệt mẹ cây. Mẹ cây đã âm thầm bao vây ở bên ngoài. Cô bạn thân khinh hoàn mà cui vào trong đường ống, mẹ cây dùng cành cây mà đâm nát đường ống sắt, dần dần áp sát lại gần. Theo một tiếng kêu thảm thiết, cô bạn thân cứ thế mà xong đời. Mary chạy không được bao xa, lại bị bắt về hang động. Cậu bé đối diện đã bị mẹ cây hòa vào thành một thể. Trong lúc cô sắp bị nuốt chửng, cô cầm lấy con dao vội vàng cắt đứt dây leo, sau đó lại lấy ra cái rìu mà chặt. Lúc này đúng là không khỏi nghi hoặc, Mary lấy ở đâu ra những công cụ này nhỉ? Mary vùng vẫy thoát ra được, vội đi giải cứu những người khác, gọi mọi người tập hợp lại, đào đám đất lên. Bởi vì chân thân của mẹ cây được giấu ở nơi này, mà lúc này mẹ cây đang ở bên ngoài mà truy sát chị da đen. Trong mắt của quái vật, những người biết được bí mật của nó đều phải chết hết. Lúc mẹ cây chuẩn bị ra tay với chị da đen, trong hang động Mary đang kéo chân thân của mẹ cây ra. Lúc này mẹ cây cũng cảm nhận được sự khó chịu và bất an, thế là trong chớp mắt mẹ cây liền quay về trong hang động. Những người khác thấy vậy lập tức liền chạy đi, chỉ còn lại Mary vẫn liều mạng mà đào chân thân. Lúc này đem Mary kéo vào trong nước, trong lúc lôi lôi kéo kéo lộ ra trái tim của chân thân, mẹ cây cuối cùng
cũng bị tiêu diệt, cơ thể bắn đầu hóa đá, biến thành một đống cát bụi. Mà bên ngoài những kẻ lợi dụng mẹ cây làm việc ác, niệm chú cũng không còn tác dụng nữa, mẹ cây đã tan thành mây khói rồi. Sau khi Marie trèo được lên, cảm giác trải qua đoạn thời gian dày vò này cuối cũng được giải thoát rồi. Đang trong lúc hưởng thụ sự tự do thanh bình, lúc này phía sau truyền đến âm thanh, mẹ ơi, cô quên mất còn có con của mẹ cây vẫn còn sống. Dây leo bắt đầu quấn quanh người cô, chị gái da đen trên mạng không ngừng tìm kiếm tung tích Marie mất tích. Điều cô không biết là Marie đã bị bé cây coi là mẹ nó rồi, trở thành con rối, mỗi ngày ca hát dỗ bé cây, rồi hút dinh dưỡng trong cơ thể Marie. Câu chuyện đến đây là kết thúc, Marie liệu có trở thành mẹ cây tiếp theo không? Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại. Mẹ cây chậm chậm đặt con mình lên trên đất rồi giấu đi. Trong hang động, có rất nhiều những đứa trẻ con người bị bắt cóc, mỗi ngày bọn chúng phải dùng máu tươi của mình mớm cho con của yêu quái cây ăn. Cậu bé này không cẩn thận làm cho con của mẹ cây khóc, liền lập tức bị dây leo cuốn đi trừng phạt. Marie bị yêu quái cây bắt giữ từ lâu, lúc này đang cùng cậu bé đối diện thương lượng cách chạy trốn. Hôm nay, đến lượt Marie cho con của yêu quái cây ăn, cô dùng cái que sắc nhọn dí vào người bé cây, uy hiếp mẹ cây. Bọn trẻ thì đang cắn đứt dây thừng, sau đó khiêu khích mẹ cây nói rằng ngươi không xứng đáng làm mẹ. Marie nhân lúc mẹ cây không để ý liền chạy trốn, mắt thấy dây leo sắp đuổi theo đến, cô dồn hết dũng khí, chạy vào trong một hang động tăm tối, cuối cùng cũng chạy ra bên ngoài được. Cô bò lên trên mặt đất, cô đã bị giam giữ một năm trời, bây giờ vừa vui mừng lại vừa hoang mang nhìn thế giới bên ngoài. Lúc này dây leo trong động không ngừng di chuyển, thế nhưng mẹ cây lại không biết vì sao không thể ra ngoài. Marie chạy đến bên đường cầu cứu, khiến cho cô gái đi cắm trại trong xe sợ chết khiếp. Cô gái băn khoăn mất mấy giây, cuối cùng cũng mở cửa xe ra, nhìn thấy Marie ôm em bé quái vật, cô gái bị dọa sợ nhảy xuống xe chuẩn bị báo cảnh sát. Thế nhưng lập tức cô liền bị dây leo kéo đi, mẹ cây đã đuổi đến. Đối diện với sự uy hiếp của Marie, mẹ cây đứng ở trước xe mà gầm rú. Marie biểu thị với mẹ cây rằng, đừng có mà thách thức giới hạn của cô. Trực tiếp nhấn chân ga vội vàng rời đi, mà cô gái lúc nãy trên người lại mọc đầy hoa cỏ. Mẹ cây tức giận thật rồi, Marie chạy trốn, đang lái xe đi tìm bạn của mình giúp đỡ. Điều cô không ngờ đến là, lúc này bạn cô đã bị mẹ cây nhắm trúng rồi. Bạn đã nhìn thấy yêu quái cây như thế này chưa? Ăn một quả liền có thể sống thêm được trăm năm. Nhìn quả ngon mọng nước mê người, anh chàng này không biết đây là cái bẫy của yêu quái cây. Anh chàng không ngần ngại mà hái xuống ăn, càng ăn càng thấy ngon, chẳng bao lâu sau thì ăn hết sạch. Đợi lúc Marie vội vàng chạy đến, vừa hay gặp được cậu bạn đang đau bụng. Cậu ta đau khổ mà nhìn Marie, không kịp nói lời nào, trong miệng liền mọc ra cành cây, không ngừng mà lớn lên, sau đó liền mọc ra những bông hoa đỏ rực xinh đẹp. Nhìn thấy cậu bạn bị chết thảm, Marie vô cùng dằn vặt. Trong khu rừng cách đó không xa, truyền đến một tiếng gầm lớn, vô cùng hung dữ đáng sợ. Mẹ cây đang sát khí đằng đằng mà nhìn Marie, vì để giữ mạng, Marie chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Lúc này, bé cây trong lòng bắt đầu bật khóc lên, Marie cắn đứt ngón tay, một loạt tiếng mút chùn chụt vang lên. Sau khi bé cây ăn no, giơ ra ngón tay nhỏ, vẫn may là không phải là ngón giữa, xem ra bé cây ăn no uống say rất vừa lòng, nở ra vài bông hoa luôn. Thế nhưng Marie vừa đến nhà của cảnh sát trưởng cầu cứu, lại phát hiện mẹ cây đã khống chế con gái của cảnh sát rồi. Những nơi mà Marie tìm đến đều sẽ dẫn đến một trận thảm sát. Dây leo dần dần vươn tới gần Marie, cô vội ôm lấy bé cây mà bỏ chạy, nhưng vừa ra ngoài đã nhìn thấy xe đã bị dây leo bao vây quấn chặt. Cảnh sát cũng vừa hay về đến nhà, lúc Marie nói với cảnh sát rằng ở đây vô cùng nguy hiểm, mẹ cây vươn ngón tay ra, mắt thấy cảnh sát bị giết rồi, Marie chỉ có thể ôm lấy bé cây chạy đến nhà bạn của chị gái mình, vội vàng đập cửa mà cầu cứu. Cô gái da đen thấy vậy mở cửa cho Marie đi vào. Đầu tiên Marie bảo đem hết tất cả cây cối trong nhà đều chuyển hết ra ngoài. Marie đã một năm không tắm rửa gì rồi, cô muốn tắm một trận trước, nhưng bé cây bị cô đặt ở bên ngoài, dần dần mọc ra những nhánh cây. Cô gái da đen nghe thấy âm thanh, đẩy cửa đi vào nhìn đống hoa cỏ trên xe, tò mò mà tiến lại gần. Lúc cô mở nắp xe ra, lại bị dọa đến hồn bay phách lạc. Marie ở nhà tắm nghe được tiếng hét thất thanh, vội vàng chạy ra ôm lấy bé cây chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Lúc này giá sách bắt đầu lay chuyển, trên tường xuất hiện vết nứt, lúc bọn họ cho rằng có động đất, dây leo phá vỡ của kính trong chớp mắt bắt lấy tay Marie. Mẹ cây tìm đến rồi, mẹ cây muốn giành lại đứa con của mình. Marie ôm chặt lấy bé cây không buông, chị gái da đen nhân cơ hội dùng dao cắt đứt dây leo, nhưng bé cây vẫn bị cướp đi mất. Mẹ cây vội vàng ôm lấy đứa con mình âu yếm, Marie không còn bé cây để uy hiếp, cùng với chị da đen bất lực mà ngồi trên sàn. Hai người tính toán thời cờ đẩy cửa lớn, vội vàng xông ra bên ngoài chạy vào xe, bởi vì mẹ cây đang truy sát bọn họ. Marie chạy đến công xưởng của nhà bạn thân mình, cô cảm thấy ở đây cách xa rừng cây, mẹ cây khó có thể phát hiện ra bọn họ ở nơi đây. Bạn thân giới thiệu những tư liệu về các loại yêu quái, tìm được phương pháp tiêu diệt mẹ cây. Mẹ cây đã âm thầm bao vây ở bên ngoài.
Cô bạn thân khinh hoàn mà cui vào trong đường ống, mẹ câu dùng cành cây mà đâm nát đường ống sắt, dần dần áp sát lại gần, theo một tiếng kêu thảm thiết, cô bạn thân cứ thế mà xong đời. Marie chạy không được bao xa, lại bị bắt về hang động, cậu bé đối diện đã bị mẹ cây hòa vào thành một thể, trong lúc cô sắp bị nuốt chửng. Cô cầm lấy con dao vội vàng cắt đứt dây leo, sau đó lại lấy ra cái rìu mà chặt. Lúc này đúng là không khỏi nghi hoặc Marie lấy ở đâu ra những công cụ này nhỉ. Marie vùng vẫy thoát ra được, vội đi giải cứu những người khác, gọi mọi người tập hợp lại, đào đám đất lên. Bởi vì chân thân của mẹ cây được giấu ở nơi này, mà lúc này mẹ cây đang ở bên ngoài mà truy sát chị da đen. Trong mắt của quái vật, những người biết được bí mật của nó đều phải chết hết. Lúc mẹ cây chuẩn bị ra tay với chị da đen, trong hang động Marie đang kéo chân thân của mẹ cây ra. Lúc này mẹ cây cũng cảm nhận được sự khó chịu và bất an, thế là trong chớp mắt mẹ cây liền quay về trong hang động. Những người khác thấy vậy lập tức liền chạy đi, chỉ còn lại Marie vẫn liều mạng mà đào chân thân. Lúc này đem Marie kéo vào trong nước, trong lúc lôi lôi kéo kéo lộ ra trái tim của chân thân, mẹ cây cuối cùng cũng bị tiêu diệt, cơ thể bắn đầu hóa đá biến thành một đống cát bụi. Mà bên ngoài những kẻ lợi dụng mẹ cây làm việc ác, niệm chú cũng không còn tác dụng nữa, mẹ cây đã tan thành mây khói rồi. Sau khi Marie trèo được lên, cảm giác trải qua đoạn thời gian dày vò này cuối cũng được giải thoát rồi. Đang trong lúc hưởng thụ sự tự do thanh bình, lúc này phía sau truyền đến âm thanh, mẹ ơi, cô quên mất còn có con của mẹ cây vẫn còn sống. Dây leo bắt đầu quấn quanh người cô, chị gái da đen trên mạng không ngừng tìm kiếm tung tích Marie mất tích. Điều cô không biết là Marie đã bị bé cây coi là mẹ nó rồi, trở thành con rối, mỗi ngày ca hát dỗ bé cây rồi hút dinh dưỡng trong cơ thể Marie. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Marie liệu có trở thành mẹ cây tiếp theo không? Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.